Kê từ sáng hả anh? Hay là bắt đầu đầu chiều? Quay cho tập vào vui tối qua thì đi kê vườn về để mệt tá hốc mồm. Mệt ăn thua gì mà chạy điều hòa. Để lấy chỗ đấy anh ạ. Thôi không kịp đâu. Giờ mai còn mai thỏa thích thì xong. Cho cái lô cây lên trên kia rồi anh em về cái cổ cây kia rồi. Đấy. Úi giời, chào các bác nha. Đấy. Lâu lắm rồi không ra vườn, phải hàng tuần nay rồi. Này em làm cái video này lên sóng cùng các bác. Cây cối em này các bác ấy kê lại rất là dễ đi nhỉ. Thành hàng thành lối hẳn hoi này. Đây nhá. Mọi người nhìn này. Đấy, hàng lối đâu ra đấy. Úi dồi ôi, phải nói là tuyệt vời. Đấy, từng hàng từng lối một, rất là chuẩn luôn đấy. Úi dồi, ok. Rồi tác phẩm hôm lấy ở trong đêm ở Ninh Hiệp đây. Tác phẩm hôm lấy trong đêm ở Ninh Hiệp. Thế là thành phôi rồi còn đâu nữa. Úi dồi ôi, chết không người gì. Thế là thành phôi. Ui dồi ôi, khiếp, ông mới có một tuần thôi mà không ra thôi mà ông Tuấn Anh ơi, ông làm thế này đây. Ui dồi ôi, cụt hết rồi còn đâu. Úi dồi ôi, xót xa không rồi chứ. Đây bác ấy mới cắt được có 3-4 ngày không, chưa bao nhiêu đâu. Toàn vết cưa, vết đục, vết cắt mới, tinh. Tác phẩm mua trong đêm, các bác còn nhớ không? Úi dồi ôi, nhìn cây này, trông có thảm thương. Úi dồi ôi, đục đẽo. Đấy, bây giờ kê lại đi ngóc ngách được đường lối đi dễ hẳn đi. Rồi ôi, cây này đục đẽo, bé bét vào. Rất là dễ đi lại. Mọi người nhìn thấy chưa? Úi dồi, tuyệt vời luôn. Ai giả cây. Anh Lương ơi. Được đấy. Được đấy, ngon đấy. Rồi. Được. Nhìn chuẩn đấy. Anh hỏi là cây này cây được cây cái. Nhưng mà dạ. Cây được cây cái. Hỏi thật đi. Nhưng mà em có cảm giác là cái chậu này nó hơi, bể này hơi to à? Bể này thì không hơi to, yeah. Bể này rất ăn. Nếu bể này thì rất ăn. Nó chỉ có vấn đề này, cái dáng cái bể này, nó không tôn được cái chân của con bể này. Bởi vì là nếu như mà cái chân con này cứ để về vuông, nó sẽ rất tôn chân, bởi vì chân nó mềm. Thế thôi. Nhưng mà thôi rồi, bọn anh đang nhốt đây cho nó nhiều đất để nuôi đã.
Thì sau này mà nhưng mà nếu mà nhìn thì vẫn bể này vẫn chưa sau hợp này, lắm. Sau này đi chơi ấy, anh ừ. anh ấy sẽ làm chậu rát vàng. Nếu mà ăn xong đi. Lại chậu rát vàng. Lúc lại nhờ chú Mạnh liên hệ với cả lên hệ với nghệ nhân rát vàng à. Để rát vàng. À. Đấy, chứ không để bể này. Bể này của anh dạy bể rẻ tiền mà. 3 cây 60 triệu à. Không hay rẻ hay đắt thì cái vấn đề là nó đúng không? Anh có cảm giác là nó cũng vẫn cây cái bể này 3 cây cũng mà anh đắp lên cả cây. Cái bể rất hay đấy, bể rất hay. Nhưng mà cái bể này không hợp với cây này. Nhưng mà cái bể này là mới lấy về đấy chứ. Bể anh mới lấy. Đúng không? Cái cây này để này xem được. Con này nhất sang đây các anh bảo cái này vấn đề để vuông cái bể tròn này. Em nhìn nó vẫn không ấy, không ăn, không ăn theo hoa văn của cái cây. Không vào cây. Đấy, con này bị ăn ở trên này. Cái này nó sẽ bay theo mà bóng nó sẽ cuốt theo bên này thì nó sẽ văng, nó còn cuốn văng em an tâm. Xong bắt đầu ấy, bắt đầu vào đầu đông một phát nhìn nó cây nó bắt đầu nó co xuống lại nhờ anh nhờ, nhìn sợ nhờ. Lương an tâm, con này anh sẽ điều chỉnh cực kỳ đẹp luôn, không phải sợ cái khoảng đoạn gì cả vì nó đi đi con này là mình chủ định mình nhìn nó bắt đầu co cây nó vào đi theo cái ấy rồi, cái kho cây rồi. Không lo cái lỗi mà sửa được thì là cây mình dựng mới. Làm từng chi tiết một. Sao anh? Cái cảnh kia? Lò cái cảnh kia? Nó đang tính dữ liệu dựng tiếp. À. Mà kể cả anh nói con đấy nhá, sau đấy không đẹp nhá. Đang đây đang rất nhiều dữ liệu. Bỏ hẳn. Phải lấy dữ liệu từ đây ra. An tâm, không thiếu dữ liệu đâu. Đây để bỏ cái này đi cho chúng mày ngắm đó. Nhìn nó bắt đầu vào đông phát, nhìn cây nó co lại nhìn đã nhỉ. Đấy, nhìn mặt đi sướng không? Nhờ. Quá dễ dàng. Đi đường dọc đường ngang làm sao đi, mình đi được ngang đường dọc như thế mình sẽ đi được xung quanh hết cả cây. Đi nó như dễ đi. Mình bận như thế. Sơn nữ, ui dồi ôi, nhìn đẹp thế. Sơn nữ ơi là sơn nữ ơi. Dồi ôi, nhìn càng ngày càng phê. Dạo này nhìn cây này đẹp quá anh Tuấn Anh nhỉ. Không nhìn sơn nữ à, nhìn chuẩn đấy. Lại cưa rồi. Chéo về thì cái chỗ này cũng được, kinh khủng cũng được đấy. Đấy là một cách, không thì đấy bỏ đây để lấy cái này ra lấy đắng ra nó còn đẹp hơn nhiều. Từ từ sau này còn mặt ngắm, tính mặt ngắm nhìn cái này đang là cái gì đấy này lấy rất là nhiều cây cây này tại chỗ đấy nhìn quanh khủng nhất đã to là cái quanh. Quanh
kỳ diệu. Ở chỗ đấy nó đã có đường như thế, nó đã là ba khăn cấp rồi. Mà nó còn hạ cành xuống được 1.000. Hạ cành xuống được 1.000. Ờ, lấy mầm này, lấy mầm này đâu, lấy mầm này này, để cái này bỏ mày. Có sức mạnh của anh bỏ luôn nhé. Sát thì lấy cái này trong này anh, đây á. Lấy tay phóng ra. Dạ, ừ. Được thẳng chưa? Hợp lý đấy anh ạ. Thoát cây chưa? Vâng. Nó cứ từ từ, nó phải có dữ liệu ra thì mình mới xử tiếp được. Hợp lý, hợp lý. Như dữ liệu phụ này, sau này rất quan trọng. Cần phát là bù được ngay. Thiếu thì chỗ này đưa ra thấy tay cầm nó vẫy lúc này thế nào, nhìn nó thoáng với cả nó nhìn nó ra lối luôn. Một cái phóng ra đây nuôi chăm là nhanh mà anh. Khiếp đấy anh ạ, thật đấy. Bởi vì con này phần dưới là nhìn tương đối rồi. Các bác đi săn hàng độc, hàng đấy nó cũng chỉ như này thôi. Đấy, anh nhìn cái bộ bệ của nó nhá. Bây giờ chỉ cần lên nóc nữa là theo là ngon. Đấy, cái tầm thước của nó đã quá chuẩn luôn. Nhìn nó vẫn phê hơn cây kia chứ nhỉ? Yeah. Cây kia nhỉ? Này sau này dã man hơn. Thì con này nó là cái tương lai thôi, con kia chạy trước. Vâng. Nói chung mỗi con nó sẽ có một cái đẹp khác nhau. Không. Nhưng con này nó sẽ lên giá trị nhiều hơn con kia nhiều lần. À, con này thì nó là cái giống lòi. À. Của nó đã quý rồi nên là nó sẽ đỉnh hơn là đúng rồi. Tóm lại là con này nó thuộc dòng dõi hoàng tộc rồi. Kia giống lại nhà quê thôi. hôm kia tôi lấy cái này thế này bên cạnh anh nhớ cái này không nhớ hả? Nhớ quá đỉnh. Em chạy một vòng xem đây, nãy em quay ở cái mặt này chưa quay mặt kia. Quay anh chạy một vòng cái này không lấy cái nào. Không tí nữa anh em dê cái bưởi cái sát về đằng kia, cho hai cái bưởi xong. Bắn cái đấy vào cái góc này. Cần gì phải dê cái cổ nó móc vào, nó móc nhất ra cái là em xếp thế nào thì em xếp. Cái cây này mại thế này rồi còn để không hay là bây giờ dùng không? Thôi để sau này để săn đầu năm cắt lấy cái ngọn, lấy quả ở trên. Để cho bọn trẻ con nó đấy. Cái cây đấy thì đặt cái mặt thế này mình làm dần đấy. Mạnh ra quay lại cái này ra. Đâu, bị chê đâu, cây này có bảo chê đâu, cây này đẹp mà anh. Đấy, nay bắt đầu đang bật lộc rồi đấy. Anh tự lại giá nhìn được chưa? Đang bật lộc lên này. Cổ kính chưa? Hay nhỉ, chỗ kia nó chạy như nó rất là mềm, uốn nhỉ. Đúng không nào? Chứ nó không phải này. Là sang một cách đơ. Quả lưng chơi này. Đó. Mày thấy thế nào? Hay phết. Những cái đường đi của nó mày nó già chứ. Vâng. Bây giờ nó đi uốn lượn chứ nó không theo cái kiểu này. Mày cũng vô cục nha. Nhưng lần
năm rồi đấy. Đây đang lên rồi đây. Lương, cứ mỗi lần Lương ngắm cái này lại thấy một khác. Mà mắt đấy. Anh thích cái này. Nhìn lột tả ra hết nhỉ. Thích cái này. Cây này em nhìn nó có độ mềm mại của người phụ nữ hơn. Nó không, nó có cái cổ kính, sự cổ kính mà chân bệ rất đẹp. Chân bệ cổ kỳ. Hôm anh nhìn thấy phát ấy. Mỗi cây này nguyên bản nếu anh lấy cái này. Nhưng hôm về đây là nhiều người anh em không thích. Chỉ vì cây này rất là khó dựng làm. À. Đó là, nhưng mà anh dựng nghe thành công chưa? À được. Dễ ra rồi đây. Dễ ra. Cái này anh chỉ sợ nó tưới vào mà. Nó tưới vào nó lột mất cái đất này. Mình che nhẹ đây để cho nó tưới. Cho nó đỡ bị trôi. Cho trôi đất ở đây thôi. Đấy, mà dựng như thế phát ra đây. Chỗ này nó có cái điểm hay thế nhỉ? Tối nay nhìn nhỉ? Này. Lên này, quá hay chỗ này. Này, chạy. Chạy quá hay. Cái lỗi bên này nhá, là mình nhớ được trước là chân bệ nó rất là yếu đúng không? Nhất nhá, hai nữa cái này lần trước nó dựng thẳng lên. Thế là đem ra là cái này bị tóp, cái này nó phình to. Nhưng khi nó nằm nó trườn bò như này rồi thì toàn bộ cái này nó lại thành một khối. Nó không cảm thấy nó tặng to nữa, nó bị tóp nữa. Mày thấy không? Mà. Nó lại thành một cái khối đi với cả cái này. Nè. Đúng không? Nhìn nó mềm cây hơn. Đấy, nhưng mà đấy. Sau này những cái quả phúc này anh bỏ hết mà. Để anh làm vuốt ra mà. Lại thu xuống nữa. Bây giờ tạm thời mình cắt nước ngồi để như này thôi. Sau đó bật lọc xong mình sẽ xử lý tiếp. Con này chạy nhiều điểm rất hay nhá. Chạy chỗ này đặc biệt chỗ này rất là mềm. Đi chỗ này ra đây xong lại lên đây thôi. Phải nó chạy ra thậm chí dòng. Nào. Ra chưa? Quá già. Ra hết cả ấy rồi, ra hết cả đầu chi. Cây này đẹp á. Mặt này vẫn là mặt chính rồi, mặt này vẫn là mặt ăn khách nhất rồi. Hôm ý anh Lương chê cây này đấy à? Không, anh Lương chê. Nói chung là tóm lại là mọi người vẫn đang hoa mắt mà không biết dùng làm con này như nào. Cái này đang lỗi quá. Con này là đúng là dựng về là phải xác định 50-50. Một là thành công, hai là không thành công. Đấy, nó chỉ có nguyên liệu thôi. Ở kia không hết à? Con lục vừng vẫn về mày à? Đó, con lục vừng về này chứ, con lục vừng đấy của mình. Ai giả cây đa này bằng lòng bác ấy vừa mới cho vào bể mới à. Bể cũ rồi. Vỡ tan tành này. Cho ngay vào bể mới à. Nhìn vườn thông thoáng không? Bên triển lãm kia còn 5-6 cây nữa cơ mà đúng không? Đây là một cái bài của anh
Duyến này nghĩa là vận chuyển rất nhẹ nhàng đấy. Cái này để cây nào anh? Cái này bắt đầu cuốn vào đây. Đâu con lọc cuốn tuôn lọc con muốn về bọc cái đường để giữa này. Có bọc về để đây mà. Cái cỏ này lấy bên Bắc Duyên đây à? Cào cái đáy đôn ấy, cái đề đáy đôn thôi hình như là. Đây là công của chú Lương đấy. Từ hôm qua giờ đấy. Cây như này đẹp mà anh. Đấy anh nhìn nhá, nó đi theo hàng dọc nhá, đi hàng ngang nhá. Thì mình sẽ đi được hết tất cả các cây luôn. Cổ 10 tấn đấy. Rồi, phải kê lại như này chứ. Cào đâu nhỉ? Cào. Cào. Hơi ra quả đấy, dưới đó. Thôi được rồi, đấy, đấy. Thôi được rồi, được rồi. Cho chắc vào cái nền này nó toàn bị lún. Quay luôn mấy cái kia luôn đi. Quay bình rồi. Tĩnh nhỉ. Tất cả tổng hợp chỉ một người nói. Ok. Đây cứ mèo đủ chuột. Cái đang con này. Tí để lại cái góc đằng chút kia. Nhấc cái cây phôi ở trong giữa khe to đây mà. Vui như hội vậy.
này. Ui, cái cây khế này quả sai thế. Trời ơi, cái cây nguyệt quế này chết rồi. Tường vi của bác Duyên đẹp thế. Giả hết cả dãy này rồi. Cho lên mặt tiền. Được thôi. Thế là cho hết chỗ này về đằng cuối đằng kia gì anh? Cái đằng sát sát ao đấy á? À. Cây thâm đắc đấy. Cây giấy này có phải là cái cây ngày trước anh cắt cho em một khúc không nhỉ? Đúng rồi đấy. Đúng không? Đó đấy. Để cho góc này không chăm được thì nó cứ ấy thôi. Mại dần. Ở trong này là kém được quan tâm. Cây quả giấy gai dã man. Thôi từng cây một thôi, xong bắt đầu lại vào cắt cây ý. Để ý cái đầu ấy. Mày nói ư, mày không nói mày xem đi xem không hay. Nói thì nói làm sao được.
bấm liên tục đấy, không là xem video là lại xem kịch câm đấy, biết không? Nói hoạt động như này là nhiều lắm rồi. Cho hết hàng đẹp về đằng trước. Cây này là vừa. Có cái bể nào nữa? Dưới đây xong là xem cái bể nào vừa con này nhá. Xem nhá, ra luôn. Có một cái bể ở bên ngoài kia. Ở đấy, xem xếp là nó này luôn. Anh đưa này cho bác Long dùng bể đấy. Bể nào? Bác Long ơi, bác Long ơi, bác Long ơi, cấm đi. Bác Long dùng cái nào? Bác Long bảo là bác lấy cái bể đấy cho anh em cái bể này nè. Bác Long này. Lên đi. Bác đổi cái bể kia gì? Có. Khéo nhìn đằng kia kia chạm vào. Như cầu đi triển lãm. À, như cầu đi triển lãm. Bốn cây là vừa. Con đấy là gì ấy? Xuống đây.
bên này nghiêng anh Duyên ơi. Đây là dây ngắn con đứng đấy giữ cho cái xe tôn nó khỏi đổ cái gì là nó. Anh giữ cho em cái chậu cái nô bị từ đường này. Thì em giữ cái nô này, em giữ ống của tay đặt chân luôn. Đúng chân luôn. Đúng nào. Cái hai mảnh thế là cao quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi ra ngoài. Rồi rồi chỉnh xong. Chỉnh xong. Bê được cái này bê em biết rồi. Đẹp đấy, khít kinh khít. Vui như hội ấy. Người yêu của anh Tuấn Anh á. Người yêu của anh thật mà. Hai đứng một nòng. Hai đứng một nòng. Đúng rồi, anh đó có tội gì đâu. Chúng đừng tụ tập người yêu anh nhé. Chồng một bà vợ. Em chỉ nghe là hai bà vợ một ông chồng thôi. Anh đã không nói rồi mày lại còn nói ra đấy. Em chỉ nghe là hai bà vợ một ông chồng, chưa nghe nói hai ông hai chồng một bà vợ. Mỗi tội người yêu toàn người yêu già. Toàn người yêu già. Trẻ là không cho vừa vừa đấy. Trẻ thì này. Cho thao tác đây. Đừng có phạm vào cái chân vào đây. Đừng có đâm vào đây. Ôi. Ôi thôi. Từ từ nhá, từ từ. Người yêu. Cắt thôi, vào con em làm thôi. Người yêu của em đâu? À người yêu của em đây. Đây. Người yêu này là gọi là em út. Đây người yêu của. Bao ông anh không được thọ đấy. Đấy nằm chứ mà bay vào trong bay ra ngoài đây. Bay vào trong các bạn này. Bay ra ngoài cái ông trước vẫn đuôi em đó. Có này có nó cao hơn không ạ? Không ạ, chỉ có
cái nó tươi đi. Thấy anh nãy là mày em con đôi nào không á? Thấy là sạch đẹp đúng không? Đây này cũng đẹp. Qua này vẫn. Theo đứt dây. Đấy mà anh. Dây lại có một cọc này. Ông ơi. Thôi thôi. Quay mạnh sang Triển Lãm luôn. Hôm qua anh cả anh Thực đi cả Chí. Em bảo là anh mặc áo khoác này. Anh thì ở Gia Lâm hôm qua nổ con 300 triệu ở Triển Lãm của anh. Dạ. Yeah. Cho lên cái nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Không phải ăn gạch vào để dán gạch ra đó. Từ từ từ, để gạch ở đấy đấy. Để gạch đấy thì vừa tươi ra ngoài này. Đâu, để tạm thôi mà không ngay lại bỏ cái tạm đây cơ mà. Đây. Rồi. Đấy, để cái đồ này thì nó khác hẳn. Kia nó thấp tiền. Thấp tiền nó nhìn chả ra cây. Ông lớn ông phải ngồi lên cao. Ở đây. Không phải ngồi lên bên trên à? Cây này nó có một cái đường. Đấy, cái luôn đấy đi. Đường chạy rất mềm mại. Đường đi phải nó uyển chuyển. Mềm như một dải lụa. Người yêu cuối cùng. Đây này, người yêu này anh chăm sóc từ hồi còn biết rồi. Cái cây này biết rồi, cây này cái ấn tượng. Cái hồi gọi là em mới ấn tượng khó phai. Em bước chân mới con đang bú sữa à, một tí. À, tưởng em mới ở quê ra thành phố. Đã gọi là chăm sóc từ hồi đấy rồi. Đây ấn tượng khó phai. Đấy là em mới bú tí sữa mà kể ra thì em lại là một ông già cõng một gia đình. Thế thì khỏi khó thôi. Cái này
Xuống cho đi. Bể này thấp không? Lên đi anh kê ngay. Ra ngoài. Phải kê hai người. Đập. Cái gì cái? Tìm nữa anh, lên lên tìm nữa để cho để kê kê đã. Lên đây. Không thế này đâu không? Băng băng rồi đấy. Đây là tí anh ơi. Đây là tí này. Rồi. Thôi được rồi. Con này sao bạn? Em bảo con kia lúc này thì cân được không đấy? Cái này là cân nên là phải kê con này lên. Kè nó. Đấy, con đây sao? Đấy, từ từ luôn con đây sao?